Hey, chào các bạn. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau học các từ vựng liên quan đến a healthy life, một cuộc sống khỏe mạnh. Cuối video, mình sẽ đưa cho các bạn câu hỏi đã được hỏi trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua về a healthy life để mọi người có thể thực hành nhé. Câu hỏi này cũng được dự đoán cho quý 4 năm 2017. Healthy là tính từ có 3 nghĩa: khỏe mạnh, lành mạnh và có lợi cho sức khỏe. Vì vậy mà chúng ta cần phải căn cứ vào hoàn cảnh của câu nói được đưa ra để xem healthy được sử dụng ở nghĩa nào. Tuy nhiên ấy thì chúng ta có thể hiểu rất chung rằng healthy là có lợi cho sức khỏe và sẽ không bao giờ chúng ta bị dùng sai từ này nhé. A healthy life là một cuộc sống lành mạnh. I like to lead a healthy life by waking up early and doing exercise. Em thích có một cuộc sống lành mạnh bằng cách thức dậy vào buổi sáng sớm và tập thể dục. To lead a healthy life là sống một cuộc sống lành mạnh. A healthy food là một món ăn tốt cho sức khỏe, ví dụ như là những cái đồ ăn mà ít chất béo, ít đường. Good health comes with healthy food and plenty of exercise. Sức khỏe tốt được duy trì bởi đồ ăn tốt cho sức khỏe và tập thể dục nhiều. Healthy food is food rich in vitamins and nutrients. It shouldn't be deep fried, as deep fried food is full of fat, which is bad for health. Đồ ăn tốt cho sức khỏe phải là cái đồ ăn mà giàu vitamin và dinh dưỡng. Những cái đồ chiên rán thì không phải là đồ ăn tốt vì chúng đầy dầu mỡ và rất là có hại cho sức khỏe. Muốn nói đồ ăn giàu vitamin và dinh dưỡng thì chúng mình có cụm từ rich in vitamins and nutrients. Deep fried là đồ rán giòn, ngập trong dầu. Bad for health là có hại cho sức khỏe. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng học một số câu khác phục vụ cho chủ đề healthy life hoặc a good health nhé. Tuy nhiên trước đó thì mời mọi người bỏ ra 2 giây để nhấn vào nút like ở ngay dưới video này. Và bạn nào chưa subscribe đăng ký theo dõi kênh thì please hãy làm ngay bây giờ nhé. Nếu mà có thời gian thì mời mọi người comment tên một loại hoa quả hoặc một loại thức ăn mà mình thích vào dưới video này nhé. Nhớ là comment bằng tiếng Anh để mà luyện vốn từ vựng của mình. Còn giờ thì chúng mình tiếp tục bài học. I drink plenty of water. Tôi uống rất là nhiều nước. Cụm từ plenty of something là nhiều. Nó cũng bằng a lot of hoặc là many, much. Water is the best way to quench your thirst, and it doesn't come with the added sugar found in fruit juices, soft drinks, and other sweetened drinks. Nước là cách tốt nhất để mà dập tan cơn khát. Nó không bị bỏ thêm đường như là trong các loại nước quả, nước ngọt và các loại nước được làm ngọt khác. Added sugar là đường được bỏ thêm vào. Fruit juices là các loại nước hoa quả. Soft drinks là các loại nước ngọt. Sweetened drinks là những cái loại nước được thêm đường khi nấu hoặc ăn như là nước mơ, nước sấu, v.v. Eating fruit and vegetables every day helps children grow and develop, boosts their vitality and can reduce the risks of many chronic diseases. Là ăn hoa quả và rau hàng ngày thì giúp trẻ em lớn và phát triển, nâng cao sức sống và có thể giảm nguy cơ bị mắc bệnh. I always have fresh fruits available as a convenient snack and try to include fruits and veggies in every meal. Là tôi luôn có sẵn hoa quả tươi để tiện nếu cần ăn vặt và tôi luôn cố gắng bổ sung hoa quả và rau xanh vào bữa ăn hàng ngày. The article advises people to avoid snacks that are high in sugar or saturated fats, such as chips, cakes and chocolate, which can cause children to put on excess weight. Bài báo này khuyên chúng ta tránh các đồ ăn vặt nhiều đường hoặc chất béo bão hòa như là bim bim, bánh ngọt, sô-cô-la vì những thứ này có thể làm cho trẻ em bị tăng cân nhanh hoặc là bị béo. Snacks based on fruits and vegetables, reduced fat dairy products and whole grains are the healthiest choices. Những đồ ăn nhẹ từ rau hoặc hoa quả, các chế phẩm từ sữa đã giảm béo và các hạt chưa bị sát hết cái vỏ cám là những cái lựa chọn có lợi nhất cho sức khỏe. Children and young people should spend no more than 2 hours a day on small screen entertainment. They should plan a range of activity indoor
and outdoor games or activities as alternatives to watching TV or playing on the computer. Trẻ em và những người trẻ thì không nên ngồi trước màn hình TV hoặc là máy tính quá 2 tiếng đồng hồ. Họ nên có các hoạt động trong nhà hoặc ngoài nhà thay vì cứ ngồi xem TV hoặc là chơi máy tính. A range of indoor activities and outdoor games là một loạt các hoạt động trong nhà và các trò chơi ngoài trời. Regular physical activity is important for the healthy growth, development, and well-being of children in particular, and all people in general. They should get at least 60 minutes of physical activities every day, including vigorous activities. Parents should be good role models and have a positive attitude to being active. Regular physical activities là những cái hoạt động thể chất thường xuyên. Vigorous activities là những cái hoạt động mạnh như là chạy, nhảy, chống đẩy, đấm bốc, cử tạ, làm cho cơ thể chúng mình phải toát mồ hôi và tăng nhịp tim. Role model là tấm gương. Câu này có nghĩa là bố mẹ nên là tấm gương cho con cái về hoạt động thể chất. With good food habits and daily physical activity, you will be well on your way to a healthy life. Với cái thói quen ăn uống tốt và các hoạt động thể chất hàng ngày, thì chúng ta sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh. Good food habits là những cái thói quen ăn uống tốt. Daily physical activity là hoạt động thể chất hàng ngày. Cái video này ngày hôm nay của chúng mình thì mình sẽ không làm một cái bài nói mẫu vì mình muốn mọi người lấy câu hỏi trong IELTS Speaking Part 2 sau đây làm bài tập về nhà. Ở một trong những cái video tiếp theo thì mình sẽ cung cấp cho mọi người bài nói mẫu của mình về A Healthy Life nhé. Còn trước khi kết thúc bài học thì please mời mọi người comment tên một loại hoa quả hoặc thức ăn mà mình thích vào dưới video này nhé. Nhớ là comment bằng tiếng Anh để luyện vốn từ của mình và hãy click like video này nếu mà bạn cảm thấy video rất là có ích với các bạn. My name is Vika Hường Nguyên và kênh học IELTS miễn phí này của chúng ta là IELTS How. Các bạn hãy subscribe để đăng ký theo dõi mình và không bị bỏ lỡ một video nào nhé. That's all for this video and now it's time for homework. Describe an article you read about healthy life. You should say where you read it from, when you read it, what the article was about, and explain what you thought of this article.